Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta đang đến với một cái nhân vật khá là thú vị luôn. Con này thuộc dòng Titan nha mọi người, khá là đẹp và sang chảnh. Em này thì có cái quy hiệu Mitty luôn mà mình khá là thích nó nha. Con này tên tiếng Anh đọc là Primal Titan Dragon. Primal Titan Dragon à, và sau khi dịch sang tiếng Việt nó là Nguyên Thủy nha các bạn. Dòng Titan Nguyên Thủy. Ok, khá là thú vị đến với cái em này. Mình cũng hơi bị thích nó luôn á. Vuốt ve cho các bạn xem hiệu ứng đến từ chú ấy. Và đây là ba chiếc áo nha. Đây Skin Baby, Young Skin. Và đây là Baby đây các bạn. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Ok, vuốt ve xem nào. Thôi ôi, hai chiếc sừng chú ấy sáng trưng cả bầu trời luôn nè. Ok cha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ thử mang cái bé này đi quậy phá cho vui nha mọi người. Action. Ở đây có điều gì thú vị nào? Sazi, anh bạn này level 30 luôn. Ui cha, ở đây thì mình sẽ nhờ đến sự xuất hiện của con Heroic. Đây, em này đẳng cấp Heroic và khá là mạnh luôn nha mọi người. À, bây giờ thì mình sẽ cho cái bé yêu của mình lao ra, bật cái chế độ sinh tồn lên, lượng sát thương của chú ấy gây ra sẽ là bao nhiêu? 60.000. Wow, một con số khá là kinh khủng luôn. Bộ giáp vừa bị phá hủy các bạn ơi. Ở đây thì mình quấn chiêu bình thường thử xem là đam bao nhiêu nha. 25k một hit. Và các bạn ơi, để sở hữu được những em đẳng cấp rồng VIP như con Heroic này đi chẳng hạn thì anh em nào mà chưa biết cách đua cuộc đua Heroic thì các bạn có thể truy cập vào trang web đó là hntchannel.com. Đây là cái trang web chính thức của mình luôn. Ở đây thì mình chia sẻ với các bạn cách để có thể làm nhiệm vụ cuộc đua Heroic hay là những cái nhiệm vụ thú vị khác để giúp các bạn sở hữu được những cái con rồng VIP mà chúng ta không phải tốn nhiều kinh phí. Rồi, bây giờ thì mới dứt điểm xong được một bạn. Đó, cho nên anh em nhớ truy cập vào ủng hộ nha. Ở đây thì đây là trang web của mình, cho nên có rất là nhiều video về những cái tựa game thú vị luôn. Dragon City và Shadow Fight, Liên Quân hay là Mini World, Thế Giới Tí Hon và kể cả Monster Legend. Tổng hợp rất là nhiều tựa game mà mình chia ra nhiều mục cho các bạn dễ theo dõi luôn ha. Ở đó đều là những danh sách video cả các bạn à. Còn bây giờ thì ở đây thì chúng ta sẽ mang ba thành viên vô cùng hổ báo trường mẫu giáo này đi gẹo cho vui luôn. Đây là bé gọi là Titan Nguyên Thủy ha. Tuyệt chiêu lửa xem. Oh my god, chúng ta chỉ cần một skill thôi là hạ được rồi. Thuộc dòng Mitty cho nên quy hiệu nằm trên chân. Thường thường là quy hiệu Mitty chỉ sở hữu cho những em mà thuộc dòng Mitty Cat thôi nha. Còn những cái con Legend thì các bạn sẽ không thấy quy hiệu Mitty. 12 Orbit Kitchen các bạn ơi, ngày hôm nay khá là may mắn dành cho mình luôn. Ở đây còn được thêm một cái Orbit nữa nè. Tổng cộng là được 13 Orbit nha các bạn. À, càng ngày thì chúng ta sẽ được hưởng những cái món quà, rất là thú vị luôn. Ở đây thì con Heroic. Wow, hàng này có bộ VIP rồi nha. À, Heroic tem bạn gặp phải Heroic tem mình, hai con gặp nhau bắt tay chào hỏi cái coi nè. Wow, mình được tăng thêm 30%, còn tem bạn thì sao? 16, tem bạn thì vẫn sát thương bình thường. Tuyệt chiêu nước thì sẽ được cộng thêm nha mọi người. Hơi căng nhỉ. Thôi, mình sẽ nhờ đến sự xuất hiện của thành viên này đi. Hôm nay nhân vật chính của chúng ta là cái bé này, cho nên đó là mình sẽ ưu tiên cho nó một chút xíu. Bây giờ thì sẽ thử tuyệt chiêu lá nha mọi người. Wow, và các bạn thích mình làm về bé rồng nào thì đừng quên comment trực tiếp vào bên dưới video luôn. Mình sẽ review thêm nhiều bé mới cho các bạn xem ha. Ở đây thì bé Brucey này, con này nó có 7 màu nha các bạn. 7 màu rất là đẹp luôn, từ nhỏ tới lớn. Bây giờ thì để mình khèo nhẹ nó một cái nha. Wow, và đây là anh bạn Legend, cầm theo thanh đao vô cùng bén ngót luôn. Ở đây là mình quýnh nhường nhịn bạn nè. 15k. Thôi ơi, cây đao gọi là giống như là độc cô củ kiếm rồi. Đúng rồi, này là độc cô củ đao các bạn à. Nhìn rất là ngầu luôn. Rồi, victory ha. Ở đây thì mình sẽ được thưởng thêm 2300 vàng. Đó, kiếm thêm ít vàng về xài. Wow,
Bây giờ thì sao đây? Có một em này cũng thuộc dòng Legend luôn. Ở đây thì mình sẽ khều nhẹ thôi chứ không có dám khều mạnh đâu. Bé Harriet của mình lượng máu đang tụt từ từ. Rồi, nhờ đến bé này đi ha. Wow, rất là khủng luôn. 57.000. Ô, cha thả thính kia. Ô, bé thính này. Chắc có lẽ là mình sẽ khều nhẹ đi. Rồi, khều nhẹ là 24. Vậy nếu như mà chúng ta khều mạnh là nó khoảng 50 mấy. Rồi, dứt điểm cái nữa nè. Không thành công rồi. Wow, hiệu ứng nào đây? Lần này thì sẽ cho tiệt diêu đất đi. Victory. Wow, chúng ta lên được một cái chữ mới, đó chính là chữ B cộng rồi đây. À ha. Ngó sơ đội hình tên bạn, một con 5 sao. Wow, 5 ngôi sao vàng lấp lánh luôn nha mọi người. Con này là thuộc hệ lửa. Ok, bé hệ lửa. Rồi, chào hỏi bé một cái nè. Nước kỵ với lửa cho nên anh em chúng ta đang được tăng gấp đôi lượng sát thương. Nếu như mà chiến đấu ở chế độ bình thường thì con này mình gõ nó còn một hit hả? Ở được đam chứ. Được đam thì một hit rồi, còn chế độ bình thường thì chúng ta quýnh nó không có sâu cho lắm. À, em này thì sao đây? Một cái bộ giáp khá là chắc chắn luôn các bạn. Nhìn cái con này nó hầm hố dễ sợ ha. Wow. Rồi, em này thuộc dòng Legend Daisy. Con này á, là chữ B. Ú chà, cái gì ghê vậy? Mình nghĩ là mình gõ chiêu đam thì nó mới sát thương khủng, chứ cái chiêu thường thôi mà nó cũng khủng như đam. Oh my god, heroic kia. Wow, Titan Heroic các bạn ơi. Ôi cha cha, mình thích em này nè các bạn. Con này thuộc dòng Heroic và khá là đẹp luôn á. Ôi cha, cưng quá cơ. Ây, chúng ta sẽ xài thử cái chiêu này coi lượng sát thương sẽ là bao nhiêu. 13. Bị chia đôi ha. À, khi mà bị giảm thì chúng ta sẽ bị chia đôi. Còn cái này là tăng gấp đôi nè. 62.000. Ô, bé ú. Trời ơi, cái con này nó nham thạch nhưng mà các bạn nhìn nó u nu u đù à. Con này mình thấy hay kêu nó là bé ú các bạn. Rất là ú luôn. Ồ, cái cánh thì có chút xíu mà nâng đỡ được một cái thân hình to lớn như vậy. Bên trong mình không nghĩ là không khí hay sao ấy. Giống như bong bóng thì các bạn thấy bên trong nó là không khí thì nó mới bay nổi đúng không? Wow, và đây là Heroic đây các bạn. Titan luôn. Trời ơi, các bạn thấy bộ giáp nó bự chà bá lửa và bộ giáp này nó màu vàng luôn á. Giống như là hoàng kim vậy. Không xiên nổi bộ giáp. 12k một hit các bạn ơi. 26. Wow, hai con gặp nhau. Wow, 57. Quá đỉnh luôn. Sau một hồi đại chiến vất vả, kết quả là anh em chúng ta win. Và hôm nay mình gặp phải một cái con Heroic rất là thú vị, Titan Heroic các bạn. Rồi, ở đây mình sẽ thu hoạch ít vàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào tới cái chỗ đây, sự kiện. Vào luôn cái sự kiện này nha. 28.725. Đây là cái con số cũng khá cao rồi. Đó, và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên. Để khi mà mình ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Rồi. Ok, và đừng quên để lại một like ủng hộ cho mình với, để cho Hunter có thêm động lực mà ra nhiều tập mới cho các bạn xem. Đây, những video hấp dẫn sẽ mỗi ngày vào lúc 11 giờ trưa và 5 giờ chiều là hai khung giờ cố định nha các bạn, về tựa game Dragon City. What the? Căng dữ. À, các bạn thấy sao? Còn mình thì mình thấy mấy cái mà nó xếp chồng chồng lên âu lo dễ sợ luôn. Và anh em đã bay được, ủa lộn, đạt được cái số điểm bao nhiêu hãy comment vào bên dưới video này luôn nha. À, HNT đều thả tim với những cái comment của các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta di chuyển nào. Wow. Mình đã được 102 rồi các bạn ơi. Wow.
ơi. Để ý con số làm gì chi không biết. Và phải ngay vào cục đá chà bá luôn. Rồi chúng ta sẽ cán được cái mức này không nhỉ? Lên 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 lên. Một chút xíu nữa các bạn, một chút xíu nữa thôi là chúng ta đạt được cái đỉnh rồi. Rồi tiếp theo sẽ là thức ăn và cuốn sách này các bạn. Rồi anh em chúng ta hốt luôn nha. Đây mình sẽ lấy thức ăn. Còn cái cuốn sách đó thì chắc ngày mai đi ha. Tập sau đi, tập sau chúng ta sẽ cố gắng lấy cuốn sách. Đó, và cái điểm để chơi cái sự kiện này thì các bạn có thể xem quảng cáo ha. Và cứ mấy tiếng đồng hồ thì nó sẽ cho các bạn một lần. Anh em biết làm nhiệm vụ thì anh em nào không biết làm nhiệm vụ thì nhớ vào trang web hntchannel.com. Ở đó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để làm nhiệm vụ nha. Mặt trời đã bắt đầu lên rồi. Mong rằng lần này thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều điểm hơn lần hồi nãy. Wow. Cố lên nào. Ôi cha, sao gọi là mát mẻ hay ta? Buổi này là buổi chiều hả ta? Wow. Chặt mở hết hồn. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Khi tốc độ càng nhanh thì mình càng gọi là phải tập trung nhiều hơn. Và phải ngay cục đá. Thời số điểm y như hồi nãy, 106 luôn, không hơn được miếng nào. Rồi chúng ta sẽ cán được cái mốc và chạm được cái mức này không? Ồ, còn một chút xíu nữa là mình nhận luôn được cuốn sách rồi. Rồi và các bạn ơi, video đây cũng khá là dài rồi, và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.